chào mọi người, hôm nay Chiến sẽ giới thiệu với mọi người mẫu xe đó chính là mẫu Triumph Spectium 900. Thì hiện tại là nhờ mẫu này được nhiều người hoặc là nhiều anh chị em rất thích tìm xe lướt á, mà hôm nay xe này vừa cập bến luôn, thì Yến nó sẽ làm một cái clip để quay và giới thiệu với mọi người. Đó chính là mẫu Spectium màu xám nhám 2023 nha. Đó. Xe này Odo mới đi được có 3.233 km nha mọi người. Đó, xe này còn bảo hành chính hãng tới tháng 10/2024. Rồi, Yến sẽ quay sơ cho mọi người về tiếng bô nha, mọi người nghe tiếng bô nha. Nhờ camera quay tiếng bô giùm mọi người. Máy móc còn rất là êm, mọi người nhìn nè, chi tiết nè, tại vì chủ xe người ta đi rất là kỹ nha. Đó, máy móc này còn ken xà beng luôn. Đó, xe lướt nha, đi được 3.000 cây rồi đó. Rồi, thì chủ xe này người ta thích để zin mà người ta không muốn độ nhiều, thì nó đã lên những một số đồ cơ bản, đó chính là chống độ phụt nè, ốp gầm nè. Rồi, còn cái nữa là chìa khóa nha, chìa khóa còn đủ nha, mọi thứ vẫn còn đầy đủ luôn. Rồi, cái giá mọi người nghe cũng rất là hấp dẫn nha, 290 triệu bao rút gốc nha, bao rút gốc tại Sài Gòn. Rồi, anh chị em nào ở cái khu vực nào thì có nhu cầu hoặc là muốn tìm một chiếc xe lướt với giá tầm dưới 300 triệu mà động cơ 900 phân khối thì hãy liên hệ ngay với Yến để sở hữu ngay cái xe này nha. Siêu lướt luôn nha, xe lướt chính hãng. Rồi, anh chị em nào mà muốn xem xe hoặc là coi xe hoặc là muốn xem chi tiết hãy liên hệ ngay với Yến sẽ gửi bằng hỏa tắc luôn, gửi hỏa tắc luôn, Zalo, Viber cái gì cũng có hết, Facebook luôn. Rồi, ở tỉnh nữa Yến ship về luôn. Rồi, liên hệ ngay với em nha. Xe lướt thường bên em bán rất là nhanh luôn. Anh chị em nào mà mỗi lần mà cứ hỏi em mà bị hụt quá, mua hụt nhiều chiếc á, hãy liên hệ ngay với em luôn nha.